Đây là một trong những cái mẫu giày tăng chiều cao mang cái thương hiệu Adolun. Phần cao thì được nhà sản xuất người ta tạo hình có một cái miếng lót dày khoảng 3 cm. Toàn bộ bề mặt này cũng được làm bằng da này, bằng da hết này. Đó. Đây là toàn bộ bên trong nội thất này, cũng được làm bằng da này. Thì cái đôi này có chiều cao khoảng 6 đến 6,5 cm các anh nhé. Cảm ơn rất là nhiều đã dành thời gian xem video. Đây phần đế của nó đây, chữ thương hiệu Adolun này.